xin mời các bạn ghé thăm cái mô hình trang trại nuôi con bọ ú, con chuột lang. Thì các bạn thân mến, đấy, đây là một cái mô hình tận dụng một cái chuồng gà cũ đó, và chúng tôi đang thực hiện cái clip để chia sẻ trực tiếp để cho các bạn hình dung ra những cái tận dụng ở nông thôn vốn có, làm sao cho chi phí thấp nhất mang lại hiệu quả tốt nhất để cho bà con cũng phát triển kinh tế, với chủ đề là con chuột lang hay còn gọi là con bọ ú. Thì được ngăn làm 4 ô và mỗi ô khoảng tầm 50 con, và trong mỗi một ô 50 con đấy chỉ có 1 đến 2 con đực, và cái màu của chúng là màu vàng, màu đen, màu trắng. Và thức ăn các bạn đang xem là cái máng bằng sắt là đực ngô, cái hạt bắp, hạt ngô nghiền nhỏ, và trên nền thì được rải bằng bã bào, đấy, bã bào, trấu hay mùn cưa đấy. Và đây là cái quy trình để chúng ta bắt kiểm tra giống đực, giống cái. Chúng ta vạch ra như thế này và chúng ta nhìn, chúng ta lộn, nếu mà thấy nó nhô cái chim ra thì nó là con đực, thấy nó hình bẹt ra một chút thì là con mái. Để trong cái kênh về chuột lang của trên kênh Chim 12, đồng chí Thao có chia sẻ một cái video cụ thể hơn, các bạn xem một video đó. Thì đây là những con chuột mà đến cái lúc là chúng ta nên tách ra để chúng ta cho ăn, ăn thêm ngô, ăn thêm cám và uống thêm để cho tách đàn, gây giống lứa, giống kế cận. Thì chúng ta thấy là thực tế là cái mô hình này bây giờ cũng khá là đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả. Đơn giản bởi vì chúng ta có thể là nuôi tập bầy đàn. Chúng ta chỉ cần một cái diện tích như cái chuồng gà này là chỉ khoảng tầm 20m2, mà chúng ta 15m2 mà chúng ta có thể nuôi được 500 con. Đấy, và diện tích nuôi thì chúng ta chỉ tận dụng những cái chuồng gà, chuồng lợn cũ của chúng ta ngăn ra. Cái giống này thì nó không nhảy cao, không cắn, không phá, nên ra là gần như chúng ta chỉ cần be như thế này là nó không chạy sang nhau được, mà không chạy ra ngoài được. Đấy. Cái thức ăn của chúng thì cũng khá là đa dạng các bạn ạ. Có thể là kể ra một vài cái, ví dụ như là lá mía, lá sắn dây, cái cỏ sữa, cỏ voi, tất cả các loại, tất cả các loại cỏ, lá tre, lá vông, lá su hào, củ cà rốt, củ khoai, củ sắn. Duy nếu như lưu ý là các bạn, nếu như các bạn cho mà ăn dưa chuột hoặc là dưa hấu thì chúng ta phải cẩn thận, không là nó lạnh bụng, nó đi ngoài. Đấy là Duy chỉ có như vậy. Và các bạn thân mến, thì cái đầu ra của cái giống này thì cũng khá là mở cửa cho bà con nông dân xét về lâu dài. Và cái thứ nhất là cái cửa, một số các bác sĩ nghiên cứu một số những cái bệnh, nghiên cứu thuốc để điều trị một số bệnh ở người, thì các bác sĩ đã phải thử thuốc qua cái giống chuột này. Các bác sĩ sẽ tiêm vào con chuột này một cái thuốc đó. Thì đó là những cái lượng tiêu thụ là lâu dài để phục vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các bệnh và thuốc. Cái cửa thứ hai là các bạn có thể thấy xu hướng bây giờ một số những cái bạn có thể nuôi như là một sinh vật cảnh, như là một thú cưng. Bởi vì là một số bạn gọi điện cho tôi mua là nhà có các thành viên có các tuổi đứng ứng với một trong những 12 con giáp. Ví dụ nhà có những thành viên thuộc chuột thì các bạn dùng một chuột thì các bạn nuôi để mang lại may mắn cho cái thành viên đó. Hoặc là một số các bạn ở vùng thiểu số thì các bạn dùng để cúng. Đấy, cũng có rất nhiều người mua của bên tôi và em mua về làm cúng. Tôi không hiểu là bà con dân tộc Thái, dân tộc thiểu số ở Việt Nam mình họ cúng với mục đích như nào tôi cũng không rõ lắm. Tôi không hỏi kỹ lắm, tôi chỉ biết là bán cho họ là họ bảo họ cúng.
Bên tiếp theo là giống này thì các bạn có thể nghiên cứu những cái vấn đề thịt của nó rất ngon, nên là nó sẽ được đưa vào như một cái món ăn thương phẩm. Bởi vì dinh dưỡng của chúng mình, chúng ăn cỏ và ăn một số những cái thành phần rau cỏ củ quả thực vật thì nó cái thịt của nó sẽ rất thơm ngon và rất là an toàn cho cái sức khỏe của thế kỷ 21 này. Các bạn xem vạch ra nhìn kỹ, nhìn nuôi mãi thì mới đẻ ra thì rồi bạn biết được là chống mái như thế nào rồi. Đấy. Cái loại này thì các bạn lưu ý cho mình là nó không ít khi uống nước, nếu như các bạn cho cỏ không phải uống nước. Đấy. Và chúng tập tính bầy đàn đẻ ra thì chúng sẽ tự tìm hơi mẹ hơi con chúng bú, thậm chí chúng có thể bú hoán vị cho nhau, con của con này bố mẹ của con khác, nên là tập tính của chúng nó cũng không cắn nhau, không đáng cắn nhau. Nếu như mà hai con đực to trong một đàn có thể chúng tranh mãi chúng sẽ cắn nhau. Đấy. Thì chúng ta nuôi tỷ lệ đực là không nhất thiết phải nhiều. Đấy. Các bạn nhìn thấy những cái con mà nó bầu với cái bụng nó ra đó là trưởng, nó hoàn toàn đang trưởng các bạn ạ. Thì ở trong cái mô hình này nó chỉ là mô hình tận dụng, mô hình thí điểm một năm một tư ra và trên treo ở trên tầng, các bạn thấy bà con làm sản để tăng thêm cái thiết diện chuồng trại, tận dụng tối đa những diện tích vốn có. Đấy. Nếu chúng ta không kiếm được cỏ thì chúng ta có thể cho ăn bộ hoặc cho ăn cám theo công nghiệp. Đấy. Tất nhiên ăn cám thì các bạn phải cẩn thận, nếu như mà ăn cám nhiều đạm vào ngoài thì các bạn nên nhớ những cái con đang quay trực tiếp đó chúng ta sẽ bắt để giống cho bà con tách đàn, cho ra giai đoạn 1 để chúng ta nuôi giống kế cận. Đấy, đó là những cái chia sẻ nó mang tính chất cá nhân mà mang tính chất là thực tế tại quê hương Ba Vì của đồng chí Thao Chim Cú Gáy Hay. Tại sao kênh Chim Cú Gáy Hay mà lại đăng tải chuột? Bởi vì là thực ra kênh Chim Cú Gáy nó là 90% là chủ đạo rồi. Ngoài ra thì đồng chí Thao có đăng làm thêm cái kênh con giống đà điểu và cái con chuột lam, con chuột bỏ ú này. Đấy, thì bà con cũng không có gì lạ, cái nhu cầu là phong phú cho kênh của mình, nhu cầu đăng tải để bán những cái con giống thật là quý hiếm mà đưa đến hướng nghề, hướng định hướng và làm kinh tế cho bà con, thì đấy là tốt, đó là chia sẻ, đấy là cho đi, đấy là tạo lại giá trị để phát triển cho cuộc đời này, tạo lại những cái nghề mới, công việc mới, giải quyết công ăn việc làm cho bà con nông dân. Đấy. Thì nếu như các bạn còn chưa hiểu về cái chủ đề con chuột này, các bạn comment bên dưới video hoặc là các bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại 033 5305982, 0989177982 để các bạn được tư vấn về kỹ thuật phòng bệnh chữa bệnh và các bạn được đặt mua con giống. Lại nói đến cái bệnh, các bạn cố gắng là nghe cho kỹ. Bệnh này chủ yếu là không phải tiêm trọng, không phải bốn gì cả đặc biệt cả, không phải bổ sung gì ngoài ăn rau củ cỏ quả và cám ngô nghiền. Phần lớn là các bà con mật độ là chật hẹp, bà con nuôi quá đông thì nó đi đái đi ỉa là nó sẽ bết chuồng, mà các bạn nuôi không vệ sinh nó sẽ tạo cái độ ẩm thấp và mật độ quá dày thì nó có thể gây đến những bệnh ngứa ngáy ghẻ đỏ, nấm mốc, nấm hoặc bệnh ghẻ tạo nên do cái môi trường chuồng nuôi không vệ sinh. Đấy. Thì các bạn cố gắng tránh ra những cái vấn đề đó. Đấy. Ngoài ra thì các bạn thì giống này thì các bạn lưu ý cho mình không ăn dưa chuột và dưa hấu như bạn mình vừa nói. Cái lưu ý thứ ba là các bạn cố gắng là đừng cái giống này thì nó nếu như mà lạnh quá nó không chống được, ví dụ như là dưới 10-15 độ thì các bạn nên tính cái phương án quây bạt kín và chống rét cho nó. Đấy. Và nếu như nhiệt độ quá cao, nghĩa là 38 độ đến 40 độ đổ ra thì các bạn nên tạo ống mát, tạo không gian thoáng, hơi nước hay bật quạt thì để đó, đây các bạn nhìn thấy con chuột này chửa quanh bụng này, tròn bụng luôn, thì các bạn phải chống rét, chống nóng. Cái này thì cái chuyển hàng thì rất là tiện các bạn ạ, các bạn có thể cho nó
vào cái thùng giấy, và khi di chuyển chúng tôi vứt cái củ khoai vào trong hộp, hoặc là việc vứt về một cái gốc cỏ, nhánh cỏ vào đó, thì nó có thể di chuyển ở trên đường khoảng 3 ngày các bạn ạ, tại vì nó ăn rất là ít thôi, di chuyển trên đường 3 ngày. Nếu như các bạn ở khu vực miền Nam thì tôi phải đóng lồng hộp và cho thức ăn riêng, còn các bạn ở khu vực miền Trung, miền Bắc thì tôi chuyển gần như cả trăm ngày, thì cái việc để di chuyển sẽ ít chi phí và dễ vận chuyển. Báo cáo các bạn, chị Thảo chia sẻ hết mình về vấn đề xoay quanh với con chuột và con bọ ú này. Hy vọng các bạn có thể đăng ký kênh và theo dõi tiếp những video chia sẻ sau đó. Và các bạn cũng yên tâm là bên mình đã xây dựng một cái ekip bán con giống, con chim, con đà điểu, con chuột một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm, luôn luôn giữ cái uy tín hàng đầu. Ở bên mình sẽ có cái văn phòng ở bến xe Mỹ Đình tại Hà Nội, và có cái văn phòng ở bến xe miền Đông. Đấy, thì các bạn ở khu vực miền Tây, miền Nam, các bạn yên tâm, chúng tôi đã xây dựng được rồi, chúng tôi đã chuyển đến tận tay cho các bạn. Thường thì với giao dịch thì chúng tôi sẽ chuyển qua các nhà xe hợp đồng và nhà xe quen thuộc, và sẽ có người để ý chăm sóc của trên đường. Chúng tôi cam kết 100% là vào đó sống và không ảnh hưởng đến chất lượng. Nếu có vấn đề xảy ra, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bạn. Đấy, bởi vì cái xác định là uy tín là số 1. Nếu như có vấn đề này, uy tín các bạn có thể đăng tải trên mạng để có những cái chiếu lại. Và tốt nhất là gọi điện thẳng cho mình sẽ giải quyết cho các bạn. Đấy, tất nhiên là tôi đã làm nhiều năm rồi, tôi sẽ tránh được những rủi ro cho tôi và các bạn. Đấy, và còn cái kênh của chúng tôi thì các bạn yên tâm. Sau nhiều năm chúng tôi đã bán ra những con chim cu gáy và những con đà điểu và con chuột đã được các bạn đánh giá khá là uy tín và chất lượng, thì các bạn ưu tiên các bạn là sẽ chuyển khoản đủ, thì chúng tôi sẽ có cái hỗ trợ đảm bảo để mình chúng ta văn minh, chúng ta chuyển tiền trước thì sẽ có cái ưu tiên, còn nếu không được thì các bạn sẽ là những người đặt cọc tiền cước, hoặc là các bạn đã là những người khách hàng quen rồi, chúng tôi sẽ linh động chúng tôi vận chuyển cho các bạn. Còn cái mà mong muốn của đồng chí Thao là xây dựng cái kênh này, tên của nó là kênh chim cu gáy hay. Các bạn có thể search tìm kiếm rồi cái cụm từ chim cu gáy hay viết liền không giống ở trên Facebook và trên YouTube, thì các bạn bắt gặp cái kênh của mình và các bạn có thể theo dõi và qua lại với mình. Và mục đích sau này thì mình sẽ tìm ra những cái cây giống thật sự là mang lại hiếm, độc lạ và mang lại giá trị để chia sẻ cho nhiều bà con vùng biển. Và nếu như các bạn nào có những cái cây giống và con giống thực sự là bổ ích mà đã gây nuôi được, thì các bạn cũng nên gọi điện cho mình, đặt vấn đề với mình. Thì nhờ cái sự quy tụ mà nhiều người biết đến của kênh mình, thì mình sẽ đăng tải giúp cho các bạn, ghim cái số điện thoại của các bạn vào đó, thì những cái mặt hàng của các bạn có thể là được mọi người biết đến. Thì coi như là tôi sẽ báo cáo giúp cho các bạn trên cái chủ đề cây giống và con giống độc lạ tại Việt Nam tính từ năm nay đổi đi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn thành công trong chăn nuôi. Chúc bạn sẽ là những người bạn đồng hành cùng với kênh chim cu gáy hay và đồng chí Thao đang sinh sống tại Ba Vì, Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt.